Gì vậy? Anh thích em lâu rồi. Sao bây giờ em mới nói? Em ngại mà anh có thích em không? Anh yêu em từ lâu rồi mà không dám nói. Thật sao, làm người yêu em nhé. Ok, em yêu. Ý, gì vậy em? Sorry, em nhắn nhầm số. Đi mà tao lấy mày. Ông cháu hạnh phúc nhất đêm qua. Wow. Chỉ biết ước. Oh my god. Bún chả Obama giờ đã có đối thủ là bún chả Fukada. Emi Fukada nói bún chả ngon, người Việt Nam thân thiện. Series phim, những cậu học sinh may mắn cùng cô bạn học ngoại quốc. Có nghe chưa? Mấy thằng ôn con này cũng xem rồi á. Hả? Bảo sao lớp 7 đã sinh con. Thôi xong, tầm tuổi này ngày xưa tôi còn chưa được đọc cô giáo Thảo. Tâm em sáng, nhưng háng em thâm, hoa rơi cửa quận. Vừa inbox rủ Emmy tối nay ra chợ Phùng Khoang làm tí xoài dầm rồi đóng ra Hồ Văn quán thưởng trà, chưa thấy rét. Nước trong quá thì không có cá, ăn mặc kín quá nhìn không quen. Anh đầu bếp bất lực. Trong lần hợp tác này tôi và Emmy đã rất khó khăn để hoàn thành vai diễn vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng chúng tôi đã cố gắng vượt qua để hoàn thành bộ phim. Thực ra thì cũng ít lời thoại. Xin cảm ơn quý khán giả, ekip và người bạn diễn tuyệt vời Emmy Fukada của tôi. Chủ quán đừng rửa chiếc bát và đôi đũa đó để cho bạn cháu ra liếm lại ạ. Chen lấn mãi mới được chụp chung tấm hình. Ôi trời ơi. Sáng ra ăn bún chả viên, tối về ăn hết một thùng chả cây. Thấy anh đi xe đỉnh không vợ. Đã bảo đi chậm thôi. Hôm nay em mà ngồi xe người khác có chân đi lạnh toát rồi. May ngồi xe anh nên chỉ xuống ao thôi. Thôi, đừng buồn nữa. Mai anh mua cho đôi dép với điện thoại mới. May mà tay lái anh đỉnh đó. Không hôm nay tò tí te rồi. Nani? Hôm qua ra đứng đầu đường, thấy thằng xe máy lách đường rú ga. À, thằng xe máy hôm qua đây rồi. Hôm đi đám cưới thằng bạn dưới quê, đi cùng khứa cùng phòng nó đi 130 km/h, không mũ nón gì, xong quay lại bảo, được không hậu ơi, DM nó. Chắc thằng ý tên là sự đèo bạn hậu. Quá chuẩn luôn. Anh lái xe này đi. Tất cả các phương tiện phía trước sẽ đường bên phải, thì đó xe ưu tiên. Wow. Quà sinh nhật 18 tuổi bố tặng tôi, nhưng nó lạ lắm. Không hiểu sao lần đầu nhìn vào não tao tự nảy số thành bàn thờ. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Sáng bố gọi dậy, con kiểu, hôm nay bổn cung rất mệt, cần nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi. What? Thế ổng cầm cây chổi phang tới tấp. Nhìn như xe tăng ấy, quả này yên giấc ngàn thu luôn chứ chăn ấm nệm êm cái quằn què gì nữa. Tối ngủ lại ngửi thấy mùi hương khói. Mua cái đài này nghe cho dễ ngủ. Mua thêm cái bảng dưỡng tâm điện gắn ở trên là chuẩn bài rồi. Nói nghiêm túc đéo đùa đâu. Long sàng này giống kiểu mở cửa mà blơ. Thiếu mỗi bát hương với tô cơm hai quả trứng.
Thêm nải chuối với bát hương là đủ bộ. Nằm lên cái giường này tối đâu ra mấy con ma ghé sát tai bảo xích vô cho nó nằm ké. Tại cái giường trông tướng mát lại đẹp thế kia mà. Công việc cũng nhàn, sáng bơm 8 lốc chiều nghỉ sớm. What the hell? Tuyển nhân viên lương 15 triệu một tháng, lau nước đá, việc nhẹ lương cao sáng chỉ cần lấy rẻ lau cục nước đá khi nào cô lãnh lương về. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bạn ghi thiếu từ yên nha, yên nghỉ mới đúng. Ôi giời ơi! Tuyển nhân viên tháng 20 triệu, công việc chỉ đánh răm cho cá sấu đáng răm xong còn tay cầm tiền thì lãnh lương 5 tháng luôn. Ngày bơm căng 2 lốc xong về thở oxy. Anh đẹp trai, cho em hỏi anh có bạn gái chưa? Anh chưa, thế em có bạn trai chưa? Hi hi, em chưa có anh ạ. Thế là em thua anh rồi, anh có bạn trai rồi đấy. What? Trời đang mưa đó em. Dạ. Em có mang ô hay áo mưa gì không đó? Em không. Trời, sao em bất cẩn vậy, giống y chang như anh luôn. Chào em. Biến đi. Anh có chuyện cần nói với em. Chúng mình chia tay 7 tháng rồi nhé, chẳng có cái quái gì để nói đâu. Hình như em vẫn còn cầm cái bàn trải điện của anh. À đâu? Anh, em có rồi, mừng không? Thuê bao hiện tại đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách liên lạc sau. Pa kê à, đánh sai chính tả rồi kìa, mai mình đi xem đồ trẻ con nhé. Oh my god! Thuê bao hiện tại đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách liên lạc sau. Kiểu gì? Đồng chí cho tôi biết là đã ăn sáng chưa? Anh làm gì mà kêu đồng chí ghê vậy? Tôi yêu cầu đồng chí trả lời câu hỏi của tôi. What the hell? Bữa nay bị khùng à? Tôi nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, đồng chí hãy trả lời câu hỏi của tôi. Khùng điên vừa thôi. Đồng chí xúc phạm tôi hơi nhiều rồi đấy. Chia tay đi. Tôi tán thành ý kiến của đồng chí. Chào thân ái. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.